Nghệ An Vũ Văn Sơn 48 tuổi, trú huyện Con Cuông dùng dao chém chết chàng rể khi bị xô ngã tại nhà. Ngày 21 tháng 2, Sơn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên 10 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều ngày 27 tháng 7 năm 2019, anh Nguyễn Văn Hoàng 24 tuổi, tới nhà ông Sơn tìm vợ là Vũ Hà Hằng đang trong thời gian chờ ra tòa xử ly hôn. Giận vợ, anh Hoàng buông lời xúc phạm ông Sơn khiến hai người to tiếng. Theo cáo buộc, trong lúc cãi vã ông Sơn bị Hoàng xô ngã, nên vùng dậy với dao tấn công 8 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bị cáo Sơn tại phiên tòa. Tại tòa, bị cáo Sơn thừa nhận ức chế vì lời nói của con rể nên gây án. Let's love us. Oi.